Chào bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái trường hợp mà xuất hiện lỗi khi mà chúng ta sử dụng máy xét nghiệm sinh hóa. Có một bạn trên đã hỏi mình như thế này, cho hỏi là máy sinh hóa bị báo lỗi như thế này thì cách sửa như làm sao. Thì các bạn có thể thấy là auto spend fail run test termin đời gì đây đấy. Thì trả lời như sau. Một là cái kiểm tra là bóng đèn, bởi vì nó có xuất hiện lỗi là gen fail. Thứ hai là kêu một người thợ máy tính đến và họ kéo cho cái mạng vào, sau đó bảo họ cài cho cái tem view vào Ultra để mà chúng ta có thể hỗ trợ đấy. Và chúng ta kêu những người ở hãng ấy, họ hỗ trợ cho chúng ta đúng không? Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.